Chào các bạn, hôm nay chúng ta test thử cái sản phẩm máy xay cầm tay LGT 321 của Lock and Lock. Và mình xin giới thiệu qua về cái máy xay này. Để sạc thì chúng ta có đầu dây cắm sạc từ, nó hút rất tốt. Đấy. Ngoài ra là có công tắc on off để bật cho máy xay chạy. Rồi các bạn là muốn sản phẩm chạy hoạt động thì bấm 2 lần liên tiếp thì máy sẽ chạy. Khi chạy máy chạy thì sẽ có đèn báo sáng, và các bạn tắt thì chỉ cần nhấn 1 lần. Để máy chạy đảm bảo an toàn thì hai cái chấm trắng và chấm chấm đen và chấm trắng này cần phải thẳng hàng với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ test thử để xay một số loại sinh tố. Mình xay sinh tố dưa hấu trước tiên. Cho dưa hấu vào thì chúng ta cần phải cho một chút nước vào để máy xay hoạt động tốt. Tất cả các cái máy xay sinh tố trên thị trường thì chúng ta đều cần phải cho một chút nước để máy có thể đảo các loại trái cây ở trong đấy sẽ tốt hơn. Khi lắp các bạn lưu ý là chấm đen và chấm trắng thẳng hàng với nhau. Chúng ta bấm 2 lần liên tiếp máy màu sáng đèn để hoạt động báo hoạt động tốt. Chúng ta đã có một ly sinh tố dưa hấu rất là thơm ngon. Giờ mình sẽ thử với lại sinh tố dưa à sinh tố lê. Và chúng ta cũng cần cho thêm một chút nước. Lưu ý là các bạn trong quá trình sử dụng nếu máy chưa xay tốt các loại trái cây ở trong đó thì chúng ta có thể lắc một chút cho nó đều. Bây giờ mình sẽ thử với sinh tố xoài. Ngoài ra các bạn có thể cho đá hoặc là một chút kem để cho vị sinh tố ngon hơn. Có thể thêm một chút sữa cho sinh Thị tố trường béo có một ngậy. đơn hàng mới. Lưu ý là cho thêm một chút nước để máy trộn nghiền tốt hơn.
sau khoảng 2 phút thì máy tự ngừng hoạt động. Chúng ta có thể mở ra. Xịt chua xoài rất thơm ngon.